What's up YouTube, xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang trở lại với channel của Andrew Tricker. Hôm nay là cái ngày cuối cùng trước khi mà mình lên xe để đi về quê ăn Tết cùng với gia đình. Mình có nghĩ ra là nếu mà một ngày cuối cùng ở đây, nếu mà ở nhà chơi không ấy, thì đôi khi là nó hơi buồn chán. Thế nên là mình suy nghĩ ra một việc mà phải là một việc ý nghĩa đối với không những bản thân mình mà còn ý nghĩa đối với cả xã hội nữa để làm. Thì trong lúc mà đang dọn quần áo ở trong tủ quần áo ngày hôm nay để chuẩn bị về quê, thì mình có nhận ra là ở trong tủ quần áo của mình có khá là nhiều quần áo cũ mà đã lâu rồi mình không mặc, tuy là nó còn rất là mới. Thế nên là mình nảy ra một ý tưởng, đó chính là sẽ give away số quần áo này, số quần áo mà vẫn có thể sử dụng được, không phải là quần áo rách nha các bạn, và còn khá là mới, để cho những người vô gia cư ngoài đường phố Sài Gòn kia, những người mà không có đủ điều kiện để có một cái gia đình hay là một căn nhà, một tổ ấm hay là một chút ít hạnh phúc hơi ấm trong cái mùa xuân sắp tới đây, thì mình sẽ mang tặng họ những cái bộ quần áo này, coi như là cũ người mới ta, cũ ta mới người, để họ sẽ có được thêm những cái tấm áo đàng hoàng hơn, tươm tất hơn. Và thêm vào đó thì mình cũng xin dành tặng cho một số những người vô gia cư ở ngoài đường kia một suất ăn nhỏ, có thể là đơn giản thôi, nhưng mà quan trọng là của ít lòng nhiều. Và hy vọng là việc làm của mình thì sẽ mang lại được một chút ít niềm vui, niềm hạnh phúc cho tất cả những người vô gia cư trong cái mùa xuân sắp tới này. Rồi, bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau theo dõi video vô cùng thú vị này nhé. Let's go! Vừa rồi thì mình đã chuẩn bị sửa soạn xong rất là nhiều quần áo cũ và mình không mặc nữa. Mình đã đi giặt và phơi khô. Bây giờ thì nó đã rất là thơm rồi. Và bây giờ công việc tiếp theo đó chính là gấp lại những bộ quần áo thật là gọn gàng để mình sẽ đem đi cho những người vô gia cư. Đây là một cái chiếc áo mà gắn liền với lại khá nhiều kỷ niệm của mình. Đây là chiếc áo mùa hè xanh các bạn này. Đây, đây là chiếc áo hồi mình mới vào đại học được mẹ may cho. Nhưng bây giờ thì mình đã mà không vừa nó nữa rồi. Mà khi mà mình nói là mình sẽ đi give away một số quần áo cho những người vô gia cư, những người mà cuộc sống bất hạnh ở ngoài đường, thì một số người bạn là nữ của mình cũng đã tham gia đóng góp và họ cho mình một số cái quần áo mà họ không mặc nữa, thì đã xếp rất là gọn gàng ở đây rồi và xả vải cũng rất là thơm nữa, nên là mình không phải gấp lại. Đây là đồ của nữ, thế nên là tí nữa mà mình ra ngoài đường gặp chị nào, em nào, cô nào hay là bà nào gặp khó khăn trong cuộc sống hay là vô gia cư không có nhà cửa trong cái dịp mùa xuân năm mới này, thì mình cũng sẽ tặng những cái bộ quần áo này cho họ nữa. Yeah, và mình đã xếp xong hai chồng đồ. Bây giờ thì sẽ đi mua thêm bánh mì và sữa nữa. Tối hôm nay thì anh em mình cùng Mr. Hiếu, người đang quay phim, sẽ cùng nhau trắng đêm để mang tới một cái điều vui vẻ, một cái Tết ấm áp hơn một chút xíu cho những người vô gia cư ngoài kia. Nào, cùng đi nhé. Let's go!